Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con thành kính cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng. Bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Thượng Tòa Thích Thanh Quyết, Thượng Tòa Thích Đức Thiện, ông Bùi Hữu Dược, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Hòa Thượng Danh Lung, Hòa Thượng Thích Bủ Chánh, Thượng Tòa Thích Minh Thành, Thượng Tòa Thích Tâm Đức, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Thượng Tòa Thích Viên Trí, Hòa Thượng Thích Chân Không, Thượng Tòa Thích Minh Nhẫn và Thượng Tòa Thích Phước Nguyên an tọa bàn chứng minh thứ hai. Trong giờ phút trang trọng này, ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh cùng toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng. Kính bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, lãnh đạo Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự, Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kính bái bạch Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thường Tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức cùng toàn thể quý vị Phật tử hiện diện trong hội trường sáng hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đại biểu, khi nói đến giáo dục, chính là nói đến sự nghiệp nhiều năm trồng người của nhân loại, là nền tảng cơ bản không thể thiếu đối với sự phát triển trí thức của con người trong xã hội. Giáo dục Phật giáo chính là cốt lõi tối ưu để hướng dẫn con người tu tập, giảm bớt khổ đau, phát triển nhân tâm, trao dồi giới đức và tăng trưởng trí tuệ qua những lời dạy cao quý của Đức Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối nền giáo dục này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 35 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo cao quý của nhị vị trưởng lão Hòa Thượng, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng sáng lập Học viện, Viện trưởng Học viện và Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện đương nhiệm, đã đào tạo nhiều thế hệ trẻ tăng ni với đức trí song toàn để kế thừa và phát triển đạo Phật theo con đường giáo dục Phật giáo, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Để đánh dấu chặng đường 35 năm hoạt động giáo dục đào tạo của Học viện, đồng thời
đón nhận những đóng góp kiến thức uyên bác của các nhà trí thức giáo dục, góp phần phát triển cho trang sử mới của ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại. Sáng nay, ngày 7 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 11 năm Đinh Hợi, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức phiên khai mạc hội thảo với chủ đề Phật học Việt Nam thời hiện đại, bản chất, hội nhập và phát triển, nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức tại cơ sở 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đại biểu, chương trình hội thảo được tổ chức theo nội dung như sau. Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, phiên khai mạc hội thảo gồm niệm Phật cầu gia bị, tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự, phát biểu khai mạc của Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, phát biểu đề dẫn hội thảo, các phát biểu chính của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, cảm tạ hồi hướng, kết thúc phần khai mạc hội thảo. Tiếp theo là phiên hội thảo 6 nhóm chuyên đề tại các phòng họp nhỏ. Nhóm 1, giáo dục Phật giáo, bản chất, phương pháp và giá trị. Nhóm 2, Phật học Việt Nam thời hiện đại, bản chất, hội nhập và phát triển. Nhóm 3, các phong trào Phật học tại Việt Nam. Nhóm 4, chương trình Phật học của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các trường trên thế giới. Nhóm 5, nhu cầu cải cách Phật học tại Việt Nam. Nhóm 6, giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội. Kế tiếp là thọ trai, nghỉ trưa giải lao. Buổi chiều, phiên hội thảo bắt đầu làm việc từ 13 giờ 30 đến 16 giờ. Gồm nội dung tiếp tục hội thảo 6 nhóm chuyên đề. Phiên bế mạc hội thảo có chương trình riêng, hồi hướng và kết thúc. Đến chứng minh và tham dự phiên khai mạc hội thảo sáng hôm nay, ban tổ chức xin thành kính cung đón sự hiện diện quý báu của chư tôn trưởng lão Hòa Thượng chứng minh, chư tôn đức tăng ni, và nhiệt liệt chào đón quý nhân sĩ trí thức đồng trở về tham dự lễ khai mạc hội thảo sáng hôm nay. Bàn chứng minh tối cao thứ nhất, ban tổ chức rất vinh dự được cung đón và thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Trí Hạ Quảng, đề nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Ban Thường Trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức thành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin thành kính giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ. Thành kính giới thiệu
sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, sự hiện diện của Hòa Thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Xin thành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Vũ Chánh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương. Sự hiện diện của Hòa Thượng tọa Tiến sĩ Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Văn pháp Trung ương Giáo hội. Sự hiện diện của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Viên Chí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Chân Không, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội. Sự hiện diện của Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội. Sự hiện diện của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội. Cùng với sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Hòa Thượng, Thượng tọa, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Tôn Đức Tăng Ni, sự hiện diện của quý vị nhân sĩ trí thức và quý Phật tử đồng trở về tham dự trong buổi lễ hôm nay. Một lần nữa, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chung. Và đặc biệt, ban tổ chức xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trưởng ban điều phối trong buổi lễ hôm nay. Và về phía báo đài, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đại diện kênh truyền hình Phật sự Online TV Văn phòng 2 Trung ương, đại diện Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện báo Giác Ngộ, tạp chí Văn hóa Phật giáo, tạp chí Phật giáo Nguyên thủy, tạp chí Hoa U Đàm và các trang mạng điện tử Giác Ngộ Online, Phật tử Việt Nam.net và các trang mạng điện tử khác của Phật giáo đã đến và đưa tin. Một lần nữa, xin được trân trọng cung đón Chư Tôn Điện Đức và chào mừng quý đại biểu quang lâm.